Thưa quý vị, đang trong giai đoạn mùa khô, thời tiết nắng nóng là chủ đạo. Vậy nhưng một đợt mưa lớn bất thường ập xuống khu vực Nam Trung Bộ. Thiên tai đến sớm khiến người dân không kịp trở tay. Theo đó thì hai người đã tử vong, một người mất tích và hàng trăm ghe thuyền bị chìm trong sự bàng hoàng, xót xa của người dân miền Trung. Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết đây là đợt mưa dị thường, vượt kỷ lục trong nhiều năm. Khi so sánh các đợt mưa trong tháng 3 cùng thời kỳ, nguyên nhân là gây mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông. Hình thế gây mưa ở miền Trung là điển hình, nhưng xảy ra vào tháng 3 là hiếm gặp. Bên cạnh đó thì việc tàu thuyền bị chìm đắm, hư hỏng ở gần bờ các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa là do sự xuất hiện của dòng chảy ngầm tác động. Lượng mưa cũng rất lớn, có điểm đạt 450mm, gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp. Và theo lãnh đạo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, dù chỉ là hoàn lưu áp thấp, nhưng những gì mà người dân phải gánh chịu còn nặng nề hơn cả những cơn bão cấp 11, cấp 12 từng xảy ra ở khu vực này. Điều này cho thấy sự biến đổi ngày càng khó lường của thời tiết, thiên tai, nên sự chủ động của người dân và chính quyền địa phương là rất quan trọng để giảm thiểu thiệt hại. Cơ quan khí tượng cho biết đây là đợt mưa lớn nhất của tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2022. Và trong tháng 4 là tháng giao mùa, và giai đoạn này trên hầu khắp các khu vực cả nước ta thường xuất hiện các đợt mưa dông chuyển mùa. Mưa dông trong giai đoạn này thường kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc, sét, mưa đá và gió rất mạnh, nên người dân cần chú ý đề phòng.